của một bạn 24 tuổi, có thể nói là rất là dài. Nhưng đây cũng là cái lời bộc bạch, lời tâm sự và chia sẻ về cái điều kiện hoàn cảnh của gia đình nhà bạn ấy. Thì qua câu hỏi đấy thì chúng ta cũng đều được nghe, và đặc biệt là bạn này thì khi mà đã dám chia sẻ những cái lời nói chân thành này với quý thầy thì thầy cũng rất là cảm động. Thì bạn nói rằng mới học Phật, mới biết đến Phật và học Phật đến có khoảng hơn một năm nay, nhưng có cái điều có một cái niềm tin vô điều kiện vào Phật Pháp và tin vào chùa Khai Nguyên, đặc biệt là tin vào thầy. Thì cái này thầy cũng nói rằng tin Phật, Đức Phật nói là tin phải có trí tuệ, chứ Phật cũng không bắt chúng ta tin Phật một cách vô điều kiện. Thầy cũng chưa bao giờ hướng dẫn cho Phật tử phải tin vào thầy và tin vào chùa Khai Nguyên một cách vô điều kiện. Mà tin Phật, Phật dạy là phải có trí tuệ. Tin nhưng mà phải có trí tuệ. Tin mà không có trí tuệ thì tin như vậy có khi lại dẫn đến hỏng việc. Tin chùa, tin thầy cũng vậy, cũng phải dùng trí tuệ. Chúng ta phải dùng trí tuệ để làm sao? Tức là phải xem cái ngôi chùa đó có tu tập đúng chính pháp không? Vì các quý thầy đó có tu tập đúng chính pháp không? Ngôi chùa đó có hành đạo đúng chính pháp không? Thì chúng ta mới tin. Hoặc là cái bộ kinh Phật nói đó có phải thực là kinh Phật không? Hay là gì? Ngoại đạo nó giả kinh Phật, vân vân và vân vân. Cho nên ở đây thì bạn nói rằng có một cái niềm tin rất sâu sắc, vô điều kiện vào Tam Bảo, vào Phật Pháp và chùa Khai Nguyên cũng như thầy trụ trì vân vân. Cái điều đó là cũng có thể nói là rất tốt, nhưng mà điều quan trọng đối với thầy đó gì? Bạn phải có trí tuệ, tin phải có trí tuệ. Các cụ ngày xưa nói là học Phật mà không có trí tuệ thì giống như người mà người mù mà đi đường, không có con mắt sáng thì lại theo con người mù dắt mình đi nữa, thì có khi lại rơi xuống hố chết tất cả. Cho nên ở đây cái việc trí tuệ là quan trọng nhất. Và bạn nói kể về gia đình của nhà mình, nói rằng bố năm nay đã 55 tuổi nhưng mà không có niềm tin vào Phật Pháp, đôi lúc lại còn phỉ báng vân vân. Và đặc biệt là ông bố thì thường là hay chửi bậy và hay nói những cái lời khiến cho mọi người là không được hoan hỷ. Chính vì vậy mà khiến cho bên nội là từ mặt bố, thậm chí là từ mặt cả mẹ con nữa, cả hai mẹ con nữa, tức là từ mặt cả nhà. Thôi thì các cụ ngày xưa nói rồi, mình là phận là con là cháu, thì mình phải gì? Mình phải biết an nhẫn, kính trên nhường dưới. Phật dạy là lúc nào mình cũng chỉ nghĩ tới cái ân đức sinh thành của tổ tiên, của ông bà, của cha mẹ để mà lo đối xử báo đền thôi, chứ đừng nghĩ tới gì những cái điều mà ông bà, cha mẹ, tổ tiên đối xử khắt khe với mình. Những cái đó thì tất nhiên khi còn làm con người với nhau thì chúng ta biết là con người với nhau thì đã là con người. Chúng ta biết có hai cái từ con người. Nếu bao giờ cái từ người mà nó trội hơn thì chắc chắn rằng những cái hành xử, lời nói, hành động của họ gì sẽ chuẩn mực với luân thường đạo lý ở thế gian hơn, thậm chí là với giáo lý giác ngộ, từ bi giải thoát của Đức Phật hơn. Nhưng mà cái từ con ở trong ấy, trong cái tính người đó nó trội hơn, tức là cái gen con đó, nó trội hơn. Tức là gen con đó là con gì? Con đó, người ta, các nhà tâm lý học đó là con, tức là đồng với những các loại súc vật, tức là con thú. Cái tính con ở trong chúng ta này đó chính là lòng tham, sân và si, mạn, nghi, tà kiến, ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, vân vân. Đó là chính là cái tính con ở trong con người của chúng ta. Những cái tính người
mà trội hơn đó, thì người ta sẽ sống gì? Đạo đức, từ bi, hỷ xả. Giống như quan điểm của Đức Phật ấy, là từ bi hỷ xả. Như ở xã hội ấy, thì như nhà Nho giáo gọi là nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, vân vân. Đó, cho nên cái tính người mà nó cao hơn thì nó lại con người ta đối xử với con người chúng ta thì như vậy. Cho nên ở đây thì bạn nói rằng bà của bạn đã đi chùa cũng nhiều năm, cũng tụng kinh niệm Phật, tại sao á? Bạn đưa thắc mắc tại sao bà của mình lại đối xử với bố con, với mẹ con bạn như vậy. Và bạn cũng đã hiểu ra rằng, hiểu rằng đó có lẽ là gì? Là nhân quả, là nhân duyên. Quả thật như vậy. Ở trong kinh Đức Phật nói tất cả vạn sự vạn vật ở thế gian này xoay chuyển vận hành đều ở trong cái quy luật nhân quả cả. Và bạn là người gì? Bạn nói bạn có một cái niềm tin sâu sắc vào Phật Pháp và Tam Bảo, thì điều quan trọng nhất bạn phải tin được đây cũng chính là nhân quả mà cha bạn, mẹ bạn và cả bạn nữa đã từng gì? Đã từng gieo những cái nhân ấy. Cho nên bây giờ cái quả ấy nó đến lúc gì? Chín mùi thì cả gia đình bạn phải chịu cái quả ấy. Vì sao mà bạn và mẹ bạn bị cha bạn chửi mắng thường ngày? Mình cũng nghĩ gì? Mình nghĩ là đây cũng là cái nhân ngày xưa mình có thể là gì? Là vai trên mình đã gì? Chửi mắng bố mình, cho nên bây giờ gì? Bố mình là gì? Lại đóng cái vai vai trên để quay lại chửi mắng gì? Mẹ con nhà mình, vân vân. Có thể là gì? Đời trước vợ chồng bố con mẹ con nhà mình là vai trên chửi mắng bà nội nhà mình. Và bây giờ thì nhân quả xoay vần đảo lộn, thế bà nội nhà mình lại làm vai trên để chửi mắng vợ chồng bố con mẹ con nhà bạn. Giống như ở ngày Tuyên Hóa Thượng Nhân có kể một cái câu chuyện, khi xưa mà thời quốc sư Tử Vân ngài còn tại thế, thì có một cái câu chuyện một hôm khi ngài đang thuyết pháp thì có một một vị nữ cũng chưa phải là Phật tử đâu, một vị nữ, một vị tín nữ đến thì đỉnh lễ và chờ ngài giảng pháp xong mà hỏi rằng: bạch hòa thượng, thì con không biết tại làm sao mà con được khổ thế, ở nhà con làm tất cả các công việc vậy mà ông chồng của con suốt ngày chửi đánh và mắng con, ông ấy suốt ngày chỉ đi uống rượu cờ bạc rượu chè, về thì gì? Vợ làm cơm sắn cho ăn gì, ông chỉ có việc ăn thôi, mà ăn ông gì, ông còn chả muốn ăn, ăn xong ông còn chửi, thậm chí còn đánh còn mắng cho. Con không hiểu vì cái nhân gì mà con thì hết mực yêu thương gì, hết mực yêu thương ông ấy. Đã sinh với nhau, có vợ chồng, sống với nhau mấy chục năm, có mấy mặt con rồi, con cũng đã lớn rồi, tại sao mà có cái chuyện như vậy? Thế cụ Hòa Thượng cũng mới bảo là gì? Phải nói rõ cho đấy là do cái nhân của con ở đời trước. Vốn con là một chàng trai con của nhà giàu, nhà ông địa chủ đó, cái là địa chủ. Lúc đó vợ của con, chồng của con bây giờ á, thì vốn là gì? Một con ngựa. Nói là trong kinh đó là một trong sách nói là một con cừu, nhưng mà cái cho là một con ngựa này. Con ngựa hay đi thổ hàng, hoặc là con cừu ngày xưa người ta đi thổ hàng, dịch thì trong sách người ta dịch cho tiếng Việt thì là con cừu. Là con cừu. Nhưng mà ở trong cái tiếng Hán á, thì mã tức là con ngựa, nhưng mà dịch sang thì chỉ con cừu. Đấy thì thầy nghĩ là con mã thì chỉ con ngựa thì đúng hơn. Thế con ngựa nó hay dùng để thổ hàng. Thế cái đứa con của những nhà giàu này thì thường là hay đi dùng con ngựa để đi chở hàng. Thế đi thì khi nào con ngựa nó mệt quá, nó đi chở hàng, leo lên núi gì nó mệt quá nó không ấy, thì anh ta thì thường là hay đánh con ngựa rất nhiều mỗi khi con ngựa nó mệt như vậy. Và con ngựa đó thì nó ôm cái lòng thù hận và nó nghĩ trong lòng quyết, nó sẽ quyết tìm đường để trả thù. Đó. Và vì sao cái đời của con ngựa đó, đời trước là súc sinh mà đời sau lại được làm người, lại được làm chồng của cái anh chàng kia? Anh chàng kia trước đây là con ông địa chủ, là chủ của con ngựa, mà tại sao đời sau lại làm thân nữ mà lại làm vợ?
Vì nói rằng ấy, cái nhân, cái chùa ở chùa làng ở trên núi, thường làm chùa thì cái anh chàng này thì từ bố mẹ đến gia đình cũng rất là mến mộ Phật Pháp. Cho nên khi nhà chùa làm chiền ấy, thì anh dùng con ngựa đó để, ngày xưa làm chùa trên núi thì thường là phải dùng ngựa, dùng lừa để chở cát, chở vôi, chở gạch, chở vật liệu lên trên núi. Cho nên cả anh và con ngựa thỉnh thoảng rối rối là đi làm công quả công đức. Vì cái nhân đó cho nên cả hai đời sau đều được làm người. Con ngựa thì làm người là làm người gì? Lại làm con trai. Còn anh ta thì làm người nhưng mà đời trước do gì? Do hay khởi tâm sân hay đánh gì? Hay đánh cái con ngựa đó, cho nên đời sau làm ngựa. À làm gì? Lại làm người nhưng mà làm con gái. Lớn lên hai người gặp nhau gì? Làm vợ chồng với nhau. Lúc mới đầu thì cũng yêu thương nhau lắm, giống như anh ta với con ngựa ngày xưa là mới đầu rất yêu thương nhau, nhưng mà dần dần anh ta đi thổ hàng ấy thì con ngựa nó mệt nó không đi được, anh ta lại tức và đánh nó, đánh lần đầu rồi lần thứ hai dần dần thành quen, và mỗi khi anh ta tức giận thì lại chút những cái đòn roi lên con ngựa và khiến cho con ngựa đó nó ôm lòng oán hận. Và sau này khi mà nhân duyên cả hai đều thành vợ chồng rồi á, thì cái người chồng kia luôn luôn đánh người vợ. Đó, đấy là cái câu chuyện mà ngài quốc sư Tử Vân ngài nói với cái cô tín nữ kia như vậy. Và cô ấy bạch với quốc sư rằng ấy, thì bạch quốc sư thì sau này thì con bây giờ như vậy thì con làm thế nào để con trả hết nợ. Thế quốc sư mới đưa cho một cái bảo vệ đi mua lấy một cái chổi, một cái chổi mình gọi là cái chổi phất trần, được làm bằng cái lông đuôi con ngựa. Thì bảo là về mọi khi chồng hay đánh bạn cái gì nó cũng đánh, thì bây giờ cất hết đồ đi, để mỗi cái chổi ở trên đầu giường, chỗ đầu cái bàn uống nước hay chỗ đầu giường đó. Để cho anh gì anh ta nhìn thấy. Khi anh ta đi về, anh ta khật khừ từ ngoài cửa vào một cái thì anh ta chửi vợ từ ngoài vào. Vợ nghe thấy vậy không nói không rằng gì, thì cứ để anh ta chửi chửi thì về anh ta thấy vợ không nói không rằng gì á, anh ta thì cũng lấy cớ là mày khinh tao thế này thế khác, rồi đi tìm đồ, đi tìm cái que cái gậy để đánh, nhưng mà không thấy cái gì đâu. Thì bực quá nhìn sang bên cạnh thấy cái chổi phất trần đó, thì là túm lấy cái chổi phất trần đó là hụt vợ tới tấp mấy cái. Hụt cũng chả thấy vợ nói năng gì, cũng chẳng thấy vợ phản ứng, cũng chẳng thấy thì vợ khóc, cũng chẳng thấy vợ cãi. Mọi khi là đánh thì thấy vợ khóc hoặc vợ cãi hoặc vợ bỏ chạy, nay vợ chẳng chạy chẳng khóc mà cũng chẳng cãi. Thế anh ta mà hỏi tại sao hôm nay tao đánh mày mà mày gì, mày không chạy, hay hôm nay tao đánh mày mày không khóc, mà hôm nay tao đánh mày mày không cãi. Vợ mới nói rằng ấy, hôm nay ấy, anh đánh ấy, em không khóc không cãi mà không bỏ chạy là vì sao? Em biết được nguyên nhân vì sao mà anh lại thường hay chửi hay mắng phải đánh em như thế. Ông chồng hỏi là tại sao mà mày lại nói như thế. Thế bảo là hôm nay hôm qua em mới đi gặp quốc sư, và quốc sư nói cái nguyên nhân đời trước kiếp trước của em và anh như thế, cho nên á nay gì ngày xưa em đánh anh rất là nhiều, cho nên nay em gì em để anh đánh để em gì em trả nợ. Vì vậy anh vụt một cái chổi phất trần với em, tức là bao nhiêu cái lông đuôi con ngựa gì đã đánh với em một lần rồi. Và như vậy ngày xưa em đánh anh gì mỗi một roi vào thân thể của anh, thì nay thì mỗi một cái sợi lông làm chổi phất trần nó đánh với em cũng giống như một cái roi đánh trả nợ. Và như vậy thì từ nay trở đi em không nợ anh cái gì nữa. Ông chồng nghe thấy nói như vậy mà cũng có lý. Quốc sư là thầy của vua, thầy của cả một nước, mà ngài rất nổi tiếng là người có thần thông, có đạo hạnh. Cho nên anh ta nghe vậy anh ta tin ngay, và anh ta nghĩ rằng vậy thì đời trước vợ mình đánh mình bây giờ thì mà phải làm gì, ngày trước làm con là làm con của ông chủ đánh mình, bây giờ phải làm thân nữ, mình là con ngựa mà được làm người, được làm chồng, bây giờ đem đánh cô ấy thì sau này thì cô ấy lại tiếp tục lại hoặc làm chồng hoặc là làm ông chủ của mình lại đánh mình, như vậy nhân quả không biết bao giờ dừng. Và anh ta liền xin lỗi vợ và nói rằng vậy từ giờ trở đi anh không bao giờ chửi mắng và đánh em một cách vô cớ như vậy nữa, và anh cũng muốn là em đưa tới để gặp quốc sư Tử Vân để học Phật pháp. Và không bao lâu thì cả hai vợ chồng đều quy tam bảo và trở thành những người Phật tử thuần thành ở trong cửa Phật,
làm đệ tử cư sĩ Yêu Bà Tắc và Yêu Bà Di của quốc sư Tử Vân. Đó, cho nên chúng ta thấy rằng đây là gì? Là nhân quả. Thầy kể cái câu chuyện này để cho bạn này nghe, để bạn thấy rằng không phải là ngẫu nhiên mà tự nhiên gia đình mình lại như thế. Không phải ngẫu nhiên mà tự nhiên là bà mình lại chửi bới, mắng nhiếc và từ mặt bố con mẹ con của bạn như thế. Và bạn hỏi rằng bây giờ như vậy thì bạn muốn xin thầy lời khuyên như thế nào? Thì thầy khuyên bạn này, bạn hãy nghĩ tới cái ân sinh thành của tổ tiên. Có tổ tiên mới có ông bà mới có cha mẹ mới có gì? Có bạn bây giờ. Và chỉ nghĩ đến người học Phật, chúng ta chỉ nghĩ đến cái gì? Cái ân đức ấy để lo báo đền. Dùng tất cả tấm lòng chân thành của mình để lo gì? Lo báo đền. Hôm nay bạn đến gì? Thăm bà chửi, bà đuổi, bà đánh. Bạn cứ vào. Ngày mai bạn lại đến, bà chửi, bà đuổi, bà đánh, bạn vẫn kì cứ tới. Và ngày kia bà chửi, bà đánh, bà đuổi, bạn vẫn cứ tiếp tục đến. Ba lần như thế mà bạn vẫn giữ được cái tấm lòng chân thành của mình thì chắc chắn một ngày không xa bà của bạn gì sẽ cũng hiểu ra, và sẽ không chỉ hiểu ra và chấp nhận bạn, mà thậm chí còn gì chấp nhận cả mẹ bạn, và thậm chí chấp nhận cả bố bạn nữa. Bạn biết là một ông chồng suốt ngày rượu chè cờ bạc đánh vợ, nhưng khi hiểu được cái lý nhân quả thì liền là buông bỏ tất cả những hận thù, những kiều oán kiếp trước vào đời này, và quy Tam Bảo trở thành những Phật tử thuần thành ở trong cửa Phật được. Cho nên thầy nghĩ rằng bà của bạn đã là một Phật tử rồi. Và điều quan trọng nhất bây giờ là bạn dùng cái tấm lòng chân thành của mình để cảm hóa bà của bạn trở thành một Phật tử đúng nghĩa mà thôi. Vì sao thầy nói trở một Phật tử đúng nghĩa? Vì bà của bạn có thể là đã đi Quy Tam Bảo, đã tụng kinh nhiều năm, nhưng mà do gì? Do chưa hiểu được cái giáo lý của Đức Phật nói trong kinh. Chỉ đi chùa để gì? Để theo phong trào. Tụng kinh chúng ta để lấy gì? Để giết thời gian thôi. Hoặc tụng kinh để lấy gì? Để lấy cái số lượng tụng được bao nhiêu bộ kinh, bao nhiêu quyển kinh để khoe với các bạn đồng tu của mình, các Phật tử đồng tu của mình mà thôi. Cho nên điều quan trọng là phải tụng kinh, phải hiểu kinh, phải làm chủ được tâm mình, chuyển hóa được nghiệp của mình. Đó mới là người Phật tử học Phật, đó mới là người Phật tử tụng kinh, đó mới là người Phật tử dùng kinh để chuyển gì? Để chuyển tâm phàm thành tâm gì? Thành tâm thánh. Chuyển tâm gì? Phàm phu thành tâm của bậc thánh nhân. Đấy là rất điều rất quan trọng. Cho nên ở đây muốn làm đó, bạn có thể dùng các phương tiện như là thầy những cái băng đĩa giảng của các quý thầy nào mà bạn thấy có duyên về để cho gì? Cho bà bạn nghe. Hoặc là cũng có thể vào những pháp hội lớn ở các số chùa, các chùa mà bạn thì bạn thấy gì lợi ích, bạn có thể đến gì thỉnh bà bạn đi, đèo bà bạn đi, chở bà bạn đi. Nếu mà xa gần thì có thể chở xe máy, xa thì có thể làm một chuyến xe, thuê một chuyến xe taxi hay gì đó để chở bà đi, gieo duyên dần dần như thế. Bà có chửi thì cũng có thể cũng sán vào, bà có từ thì chửi, chúng ta càng từ thì càng đến, không chửi thì còn đến ít, càng chửi càng đến nhiều. Bà càng từ mặt thì mình càng gì càng vui vẻ đến hơn. Thậm chí là mình còn, nếu mà đi làm rồi có đồng lương, bạn có thể gì mua miếng quà tấm bánh đến gì đến để biếu bà. Đấy là thế. Người ta thì các cụ ngày xưa nói là làm sao nhỉ, cứng như đá nhưng cái gì phá được? Nước chảy đá mòn. Cứng như đá nhưng nước có thể gì làm mòn được đá. Cho nên chúng ta thì cụ cứng như thế thì chúng ta phải gì không dùng cứng để mà đối với cụ được. Chúng ta dùng cứng mà đối với cụ, hai bên chọi nhau là gì, đá với đá chọi nhau thì không, cái đá này vỡ thì đá kia vỡ. Mà mình gì, mình mà chọi với cụ là mình thì mình sai, mình là con là cháu là mình sai. Cho nên cụ cứng thì mình phải mềm, cứ lăn vào xả vào. Thậm chí cụ chửi mắng mình cứ đến, mình cứ cười cười đùa, cười cười nói mình cứ xả vào. Thì lúc thì thấy cụ ngồi vui vẻ thì mình sang mình đấm lưng, đấm bóp tay bóp chân cho cụ. Thì chắc chắn một thời gian thôi,
cái tâm sắt đá của cụ á sẽ gì dần dần thế thì sẽ rất là mềm dẻo mà yêu thương gì bạn, từ yêu thương bạn, từ chỗ đó bạn có thể gì, nói để bà thông cảm chia sẻ và hiểu được cái tính gì hay hoành hoang khoe khoang của gì, của bố bạn, và tha thứ cho gì cho bố bạn, mẹ bạn nữa, có thể gì, từ bạn mà khiến cho cả gia đình hòa thuận yêu thương trở lại, được không? Được, có thể được, nếu như mình dùng tất cả cái tấm lòng chân thành thanh tịnh của mình á để đối xử với mọi người, đặc biệt ở đây là đối xử với người thân của mình. Ở đây người thân đây là chính là bà nội của bạn, cho nên thầy nghĩ rằng điều này là một điều rất quan trọng. Đây tu đấy bạn, các Phật tử chúng ta biết là tu là đâu, tu là chính ở chỗ này, chứ không phải tu là gì hàng ngày là đọc gì, đọc một bộ kinh Địa Tạng hay là bộ kinh Pháp Hoa hay là gì, một bộ kinh A Di Đà. Giáo lý của Đức Phật nói tu là gì, tu là sửa mà, sửa cái gì, sửa chính bản thân mình, sửa lời nói, ý nghĩ và hành động của mình, đó, sửa đấy đấy. Cho nên về câu hỏi của thứ nhất của buổi pháp thoại kỳ số 17 ngày hôm nay, thầy xin trả lời như vậy, và rất mong rằng một bạn 24 tuổi này sẽ làm được cái điều kỳ diệu đó, và một thời gian sau, một vài tuần hoặc một vài chậm một vài tháng, bạn lại có gì, có những cái lời cảm ơn trở lại là gì? Nhờ nghe thầy giảng, nhờ nghe lời thầy, bạn đã thực hành theo và đã đoàn kết, đoàn tụ được gia đình giữa bà nội với bố mẹ và bạn, cũng như gia đình giữa nội, đảng nội nhà bạn và bạn đã gì, gia đình nhà bạn đã cùng về một mối rồi. Thầy rất muốn nghe cái điều đó, chỉ trong một vài tuần hoặc chậm nhất thì một vài tháng tới. A Di Đà Phật. Một bạn